180 giây, khoảng 3 phút. To shake or not to shake. Đi bộ lên. First blood. An ally has been slain. Đánh quay 456. An ally has been slain. It's nearly time. Nó chém nhầm vào con quái rồi. Thế thì khó mà đóng băng được. Thế lính của nó xếp lại. Ok, mình sẽ mất vài con đấy. I hear you. An enemy has been slain. Chơi theo công thức thì hơi dễ. Thuận lại đoạn đào này thì tỷ lệ win là 100% này. Enemy double kill. It's nearly time. Nó đâu, ping hoài phải ping xem nó ở đâu chứ. Nó đâu, nó ở trong rừng nhà mình hay ở đâu? Ít mẹ cắm con mắt kia rồi mà. Thì nó trong người đá mình à? Kiểu lồn thì. Thêm 3% à? Ok. Mix, mix, swirl, mix. Tích khác. Thank you.
Nếu mà nó bổ tới, bổ trúng cái thì nó cũng ăn được. Vậy ta cái lên ở trên này đi, thiếu tí nữa mới mua được. Trừ khi Garen vẫn ở đây, tôi thua. Điều dính độc luôn kìa. Đèn thế. Vẫn lỗ, nó hít được tí kinh nghiệm. Là 53% à? Không tăng được à? Tính ở đâu vậy? Tính ở web nào vậy? Tính được với ta. Lít sắp ra, ra quay về.
Wow, chít vài thì đây là một cái hơi căng. Chít vài. Chút nữa thì có được mã highlight thành công đỉnh cao rồi. Cái gì chít lại ở đâu ra đấy, 11-3 bên tôi ông AD đánh cũng 7-4 cũng ác, 11-3 hai support khác nhau à, support mau cai có vẻ yếu thế hơn là chết nhiều hơn à. Đây là do tác động của rừng Karen 118. Nó dành tay lên tác động mình là sao nhở, xong nó vẫn về được lan này, không phải lan đéo mất trụ gì này, mẹ thì tốt vậy ta. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. Ô mày trời, ulti mày chết con ạ. Về hộ bố mày cái. Tìm đường sống mà về đi. Ngại mày có thằng áo chóc ở đấy thôi chứ. Tao đi tao chấp cả hai thằng mày. À, chót. Muốn lên đường nào? Nó không dám đánh đâu. Ôi. Theo phần trăm máu rồi, à, tăng 1% sát thương rồi, tăng 2% sát thương rồi, tối đa 6% sát thương rồi. Trong mỗi giây trong giao tranh với tướng địch rồi, coi như là hai cái, mỗi cái 6% là 12%.
tăng 12% sát thương. Có gì đâu, lần nào anh vẫn phải lên mà. Kể cả em lên 5-6 cái cũng được, thì vẫn cộng dồn. An enemy has been slain. Forward! It's nearly time. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. I hear you. Đuổi giữ ta. Ác vậy trời. Khổ quá, hai đứa kia có khi chết ngược. Chết ai rồi. Bỏ rơi đằng kia. Nên không có rờ. Có vẻ là vậy. Có là nó dò mẹ luôn rồi. An ally has been slain. Annihilated. Mix, mix, swirl, mix. Your team has destroyed the turret. An ally has been slain. Enemy killing spree. It's nearly time. I hear you. Lại con cua, lại thua bởi con cua. Lúc nãy trận này cũng vậy. Phải lên, có mắt ở đây. Tôi biết nó sẽ ra nhưng mà không ngờ thì cả ma ra nữa. Tôi nghĩ là 100% chạy được.
Azan ulti thẳng mặt thì hơi khó. Luôn kéo xuống để nó trừng phạt. Đơm luôn con Baron. Ăn hộ luôn. Tiềm địch hơi chú bế đạn. Như Garen trừng phạt vào đầu mình hay sao mà. It's nearly time. Đéo chạy rồi. Trông thế hơi khó. Đồn gì vậy? Lờ lờ như thế mà bị đánh thẳng thế à? Rất chi là lờ lờ. À, nó vừa định tele đi đâu ấy? Kìa. Vậy ta ơi ảo 19 năm mà. Thủ này cũng chắc chắn là tính băng này cũng ngon. Được 9 mạng mà nó bắn mình đau lắm. 50k nếu win à? Nghe được cái nhờ. Nghe hợp lý này. An ally has been slain. Mẹ mày láo này kiểu gì đây. Thành tới tám. Van chơi có vẻ hơi mất kiên nhẫn à, cái thọt lại khá nhiều. Victor thọt lại, anh thọt lại nhiều đấy. Đầu thằng nào cũng xanh xanh mà. Thank you.
tế là chạy mẹ đường này đi nhưng mà đi thôi được rồi, test độ cứng của bản thân đi, coi như test độ cứng đi. Một trăm phần trăm là Chitina không được chơi game với tôi. Nếu đi combat 5 năm, Chitina coi như phế bỏ luôn. 3 năm chắc chắn thắng 100%. Cành được combat rồi. Chỉ đứng đây bê về đấy. Chít này. Chít đi, ôi, kể mít rồi. Đẹp, còn thiếu một tí kìa. Tí, sao nó nhảy đó. Con chê còn thiếu tí đấy. It's nearly time. Đã, nó tay lấy chặn luôn kìa. Cắt với ta. Cắt thế ư. Thế lè xong bị giết luôn. Mẹ đúng ngáo ngờ. Mà già này thì phải ngáo ngờ à. Tưởng thế là hay. Một cả 650 và lít ở đây thì căng nha. Mà đuổi dí ghê vậy, chưa chết à? Giết nốt thằng này các bạn, thằng này nữa này. Đấy, võ công được chít luôn. Bạn đế tôi đết. Thằng này nó làm trò trống gì đâu. Ai này không làm trò trống gì cả. Bên ôi thằng luôn má Lucy không đi ra đây à, đi lên top à, con đang mà đánh. Chết rồi. May là mình cũng khỏe. May là mình cũng khỏe. Mình trâu quá. Mình lên đồ chuẩn quá. Đồ hay quá thì tâm địch hơi khó đánh mình rồi. Hơi khó giết. Khó cho các bạn quá. Đồ này nó hơi bất tử tí. Chị tên này bắn trúng rồi. Ui tí nữa thì chết. Ok chị tên này chết rồi. Đồ toàn diện. Mày bổ nữa đi, mày bổ nữa đi. Bổ đi. Đứng giữa đám đông. Một phết 4 hay phết 5 đi nhỉ. Nó hơi bất tử. Bộ trang bị này là bộ trang bị mạnh nhất của chiến gật nha anh em. Toàn diện nhất đấy. An inhibitor.
lo chuyện bao đồng, giết nó luôn, giết nó luôn.